Em đây là chiếc xe Mercedes đời Mercedes 250. Con này cũng sử dụng hơn chục năm rồi các bác ạ. Đấy đây. Thì các bác có thể thấy là sau vài năm sử dụng thì cái xe này nó đã xuống rồi, mà xe này đã hơn chục năm rồi. Đấy. Thì những cái vết xước này, đấy, tay nắm cửa này, hoặc là khu vực này, à, các bác có thể thấy nó xước rất là nhiều và nó không còn cái độ bóng của cái sơn nữa. Và cái bề mặt sơn này nó bị nhám lại hết rồi, giống kiểu nó bị ố ấy. Đấy. Đúng không? Đấy, nó bị xỉn màu sơn đi rồi. Thì bác chủ có qua bên em để đánh bóng và hiệu chỉnh lại cái bề mặt sơn này các bác nhá. Đó. Thì cái quy trình đánh bóng thì các bác có thể biết rồi. À, bên em sẽ che chắn hết những cái vị trí mà mình không chi tiết mà mình không đánh này. Đấy. Và đây là anh kỹ thuật viên bên em đang đánh bóng. Đây là xử lý bước 1 nha các bác nhá. Đấy, đánh bóng. Các bác có thể thấy khi mà cái phớt đánh bóng, máy đánh bóng này đi qua này thì nó sẽ tạo ra cái độ bóng hơn thôi. À, đây là cái này kỹ thuật đã xử lý bước 1 rồi. Đó. À, là nó đã sáng hơn một xíu rồi đúng không ạ? Đấy, các bác có thể thấy này, cái khu vực này. Đó. Về với một chiếc xe như này thì thời gian đánh bóng nó sẽ rơi vào tầm 6 đến 8 tiếng các bác ạ.